Hello, xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Nguyễn. Hôm nay mình sẽ thực hiện tải và đăng ký ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số dành cho người trên 18 tuổi đã có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên điện thoại iPhone. Ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số là một ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công. Từng bước thực hiện thay thế sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giấy. Mới đây, ứng dụng này đã được nâng cấp lên phiên bản 1.5.3. Tại phiên bản này, thay thế cho việc nhập bằng tay các thông tin cá nhân, chúng ta có thể quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân, giúp tăng độ chính xác của những thông tin đăng ký. Để chuẩn bị đăng ký VSSID, các bạn cần chuẩn bị một ảnh chân dung, ảnh chụp hai mặt của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Các bạn sử dụng iPhone sẽ vào App Store để tải ứng dụng về máy hoặc Google Play nếu các bạn sử dụng Android. Các bạn gõ vào tìm kiếm VSSID. Các bạn chọn tải về. Các bạn chờ cho ứng dụng tải về, chọn mở. VSSID muốn gửi thông báo cho bạn, có thể bao gồm cảnh báo âm thanh và biểu tượng, bạn chọn cho phép. Chào mừng bạn đến với ứng dụng VSSID, gồm có những tính năng sau: theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo dõi lịch khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng để đi khám chữa bệnh. Hiện tại đang áp dụng thí điểm tại 10 tỉnh thành, thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội. Các bạn chọn tiếp tục. Để sử dụng ứng dụng, bạn cần có điện thoại hoặc chính bảng, sử dụng hệ điều hành Android 4.1 hoặc iOS 9 chấm trở lên, có kết nối Internet. Tài khoản giao dịch điện tử dành cho cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội tại dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Nếu các bạn cần hỗ trợ thì liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc tổng đài 1900 9068 để được hướng dẫn và hỗ trợ. Thank you.
vốn. Các bạn lưu ý mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một mã bảo hiểm duy nhất thôi nhé. Tiếp theo các bạn chọn vào ảnh chân dung. Các bạn có thể chọn ảnh từ thư viện, ở đây mình chọn chụp ảnh mới nha. Mình demo cho các bạn nên mình chụp không lấy ảnh thật. Các bạn thông cảm. Rồi sau khi chụp xong các bạn kéo qua nằm trong khung. Rồi tiếp theo các bạn chọn vào ảnh căn cước công dân. Cũng chọn là thư viện, ở đây mình chọn ảnh mới. Sau khi chụp xong các bạn chọn ảnh, kéo cho nằm vào trong khung. Này mặt trước nha các bạn. Tiếp theo các bạn chụp ảnh mặt sau của căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Mình chọn chụp ảnh mới. Quận huyện. Rồi đến đây sẽ hiện ra số điện thoại và địa chỉ cơ quan bảo hiểm nơi các bạn cần đăng ký. Các bạn tích vào bên dưới nếu các bạn muốn nhận thông tin tờ khai qua email, còn nếu bạn không muốn nhận qua email thì các bạn bỏ dấu tích ra, thông tin tờ khai sẽ gửi về điện thoại cho chúng ta. Tiếp theo, ứng dụng yêu cầu chúng ta nhập mã OTP đã được gửi về số điện thoại đã đăng ký. Các bạn kiểm tra tin nhắn và nhập mã OTP vào. Chọn xác nhận. Có thông báo gửi đến cho chúng ta, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được tờ khai và có số điện thoại để liên hệ khi cần hỗ trợ. Các bạn chọn vào xem tờ khai. Rồi các bạn kiểm tra thông tin mình kê khai đã chính xác chưa. Rồi song song đó, nếu các bạn đăng nhập thông tin đúng sẽ có một tin nhắn gửi về số điện thoại chúng ta thông báo cơ quan bảo hiểm xã hội đã nhận tờ khai của mã số này là mã số bảo hiểm xã hội, cũng là mã số bảo hiểm y tế nha các bạn. Sau khi hồ sơ của các bạn đã được phê duyệt sẽ có một tin nhắn thông báo hoàn tất thủ tục thành công và gửi cho chúng ta mã số tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Nếu hồ sơ của các bạn không hợp lệ thì cũng có một tin nhắn gửi về chúng ta thông báo để các bạn cập nhật hồ sơ. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tải và đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội số VSSD cho người trên 18 tuổi đã có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Chúc các bạn đăng ký thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi ý kiến chia sẻ và đóng góp xin vui lòng để lại comment bên dưới video hoặc gửi về địa chỉ email trong phần mô tả. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới video để nhận những video mới nhất nhé. Xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.